trưng bày hành lễ. Và tại sao chính giữa của điện đấy ạ? Là nơi thờ Quan Âm Bồ Tát nghìn mắt nghìn tay hay được gọi là Quan Âm Thiên Thủ Hộ Nhãn. Với trọng lượng 9 tấn bằng đồng, chiều cao là 10 mét, là đức Quan Âm được làm bằng đồng lớn nhất của Việt Nam chúng ta. Nếu như quý đoàn đếm chi li tỉ mỉ, mình sẽ đếm được 42 cái tên lớn của Phật xòe ra trước ngực đấy ạ, như ánh hào quang. Đằng sau Phật có thêm một lá sen hình tròn đại diện nữa, nơi ấy có thêm 958 cánh tay nhỏ. Và trong một cánh tay thì bàn tay ạ, ngón cái, ngón trỏ, ngón út sẽ khum lại với nhau thành hình một con mắt. Chính vì vậy người có đủ 1.000 cánh tay và 1.000 con mắt. Ta có thể gọi đây là Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn hay gọi là Quan Âm nghìn mắt nghìn tay. Và Quan Âm Bồ Tát chính là vị Bồ Tát cứu khổ cứu nạn của chúng sinh, cô chú anh chị ạ. Người là vị Phật đại diện cho tứ đại vô lượng tâm, tức là đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Vì thế dù bất cứ nơi đâu trong hoàn cảnh nào, Quan Âm cũng là vị Bồ Tát cứu khổ cứu nạn của chúng sinh. Chi quan âm Phật chia làm hai phần rõ rệt. Từ phần đầy trên lại trở lên là những gì thánh thiện nhất thuộc về Phật Bà nghìn mắt nghìn tay, còn từ phần đầy trên trở xuống chính là phần của Ao Tu La đấy ạ. Tạo nên đây chính là bốn ngã quỷ chịu sự trừng phạt của Phật, ăn vào bụng không thiêng mà có thể do ra. Mời cô chú nhé, anh chị đã hướng ra cửa con giới thiệu thêm một chút ạ. Khi vào trong tất cả các chính điện của chùa Bái Đính, cô chú anh chị ạ, một ngày thường muốn mỗi đức Phật trong chính điện thì sẽ có một cặp hạc rùa lớn như thế này. Và chùa Bái Đính là có tổng cộng 5 cặp hạc rùa lớn của Việt Nam. Mỗi cặp hạc rùa ở đây có trọng lượng của một tấn để tượng trưng cho sự thanh cao và trường thọ của nhà Phật đấy ạ. Khi vào bên trong chính điện ạ, và ta nhìn thấy gian chính giữa là tượng Quan Âm nghìn mắt nghìn tay được làm bằng đồng tất cả. Còn hai gian trung đường hai bên ạ sẽ được thờ hai vị Bồ Tát nữa. Nhưng một điều đặc biệt, đây là hai bài được làm từ hai cung gỗ vô cùng lớn. Cung gỗ công nghệ rất cao là công đồng trong quá trình thuyết pháp ạ. Nó hút được hai cây thủ lớn thế này. Sau đó mang quy về đến chùa Bái Đính. Và chùa Bái Đính đã thuê thợ tổng thể cho một tháng sau và tại chùa vào năm 2014. Bên tay trái của con nhìn sang đây là ngài Đại Thế Chí Bồ Tát, còn bên tay phải là ngài Quan Âm Bồ Tát. Mỗi vị Bồ Tát có trọng lượng nặng 4 tấn vô lũa, chiều cao là 11 mét còn ở gốc cô chú nhé. Còn cô chú nhìn sâu bên trong bức tường của điện ạ, đứng là nơi yên vị những pho tượng công đức với trị giá là 500 triệu đồng. Bên ngoài là ta còn thông qua tượng công đức với trị giá 10 triệu khối lượng 10.000 ô. Nhưng tượng công đức với trị giá 50 triệu chỉ có 138 ô thôi ở duy nhất ở vị trí này. Còn tất cả các vị trí bên ngoài các chính điện của tượng là tượng với trị giá 10 triệu đồng. Bây giờ cháu mời cô chú anh chị tham quan trưng bày một chút ạ. Sau đó mình ra cửa lên chính điện tỉnh Hà Nội. Chị trên hỏi là vì sao lại không có con số 138 ạ?